Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn blend một cái tông màu rất là hay, tông vintage Hàn Quốc. Ở đây thì mình có một số cái stock mình sưu tầm ở trên mạng. Mình xin gửi lời cảm ơn tới tác giả đã share để cho anh em có những cái hình ảnh rất là đẹp để có thể vlog cũng như là học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Thì như mình đã nói thì đối với cái tông mình hướng dẫn là cái tông vintage Hàn Quốc, cho nên là cái việc đầu tiên thì như là điều chỉnh bất kể một cái ảnh nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh về cái ánh sáng đầu tiên. Cái này thì vùng highlight của nó hơi lớn nên là mình sẽ giảm bớt xuống. Đối với ảnh thì tất nhiên là bao giờ cũng thường thường là sẽ đẩy shadow down lên. Và đối với ảnh Hàn Quốc thì càng chắc chắn là phải đẩy shadow lên, đấy là bình thường. Vùng white thì bình thường thì nếu mà tông trong sáng sẽ đẩy lên, nhưng mà vì là cái tông Hàn Quốc nên là mình sẽ giảm đi một chút. Đối với vùng black thì cũng sẽ đẩy nó lên để cho nó có một cái ánh sáng đều. Rồi gray thì mình sẽ giảm đi một chút, texture sẽ giảm đi một tí, không bao giờ để tạo cái độ lanh, độ nét quá đối với ảnh Hàn Quốc, tùy vào một số các trường hợp cụ thể. Riêng cái vibrant và saturation thì mình sẽ không điều chỉnh cái gì cả, bởi vì cái tông vintage Hàn Quốc thì nó không cần phải cái màu sắc nó quá là sỡ, nên là mình sẽ không điều chỉnh. Nếu có thì chỉ có giảm cái saturation này thôi. Như ở cái này thì mình thấy rằng là nó cũng không, cái nhiệt độ màu nó cũng không quá lớn, thế nên mình sẽ không giảm. Còn đối với cái nhiệt độ màu ấy thì bình thường sẽ, đối với ảnh này thì mình sẽ tăng lên một chút để lấy một cái nhiệt độ màu tốt, để tí nữa mình sẽ giảm đi ở trong các cái kênh màu ở bên trong. Và sau khi mà đã được như thế này rồi thì chúng ta sẽ vào với kênh adjustment. Với adjustment thì đối với cái tông màu Hàn Quốc thì cái việc mà ở cái kênh luminance mình sẽ rất là ít chỉnh. Mình sẽ chỉnh rất là ít thôi. Aura lên một tí này. Mình sẽ giảm bớt cái blue này đi một tí, cho nó có cái khối ở đây lên. Ở bên saturation này mình sẽ điều chỉnh hơi nhiều ở cái kênh zero, bởi vì cái tông của Hàn Quốc ấy thì là nó sẽ rất là ít cái màu vàng, và đối với vintage thì lại càng ít hơn. Rồi, đối với kênh Orange, lúc nãy mình tăng cái độ màu thì bây giờ mình sẽ giảm nó đi. Giảm cái nhiệt độ màu xuống cho nó mềm mại. Ok. Kênh Red này mình tăng lên một tí. Một tí thôi nhé. Rồi. Đối với Huawei thì gần như là mình cũng sẽ không điều chỉnh gì mấy. Thực ra cái này thì nó rất là đơn giản thôi, cho nên là các bạn có thể cảm nhận được ở trên ngay ở trên màn hình của các bạn. Các bạn sẽ điều chỉnh một chút xíu. Rồi sang bên Speed Toning. Speed Toning mình sẽ ám lên cái màu xanh này. Mình ám lên màu xanh này khá nhiều vì nó là tông Hàn Quốc. Ok.
Như vậy là cái tông các bạn đã nhìn thấy là khi mà chỉ cần có hai ba bước đơn giản thì nó đã được một cái tông rất là ok rồi, rất là ổn rồi đấy. Màu sắc của da, da dẻo, màu sắc của cây, của cỏ rất là ok. Mình quay trở lại cái tôn cớp. Cái tôn cớp này đến khi mà các bạn làm cái tông hàn vintage thì cái vùng black này các bạn đẩy nó lên cao đi, nó nhiều lên một chút rồi. Về cơ bản, về tổng thể các bạn nhìn thấy đã ok rồi, thì mình thấy nó cái màu này, cái màu da mặt nó hơi sáng, giảm bớt đi một tí. Pixel con chat giảm đi một tí. Ok, thì chỉ cần qua vài bước rất là cơ bản và đơn giản thì mình đã hướng dẫn các bạn blend được cái tông màu vintage Hàn Quốc, một cái tông nó tương đối là nhẹ nhàng đó. Còn một số các cái chi tiết thì các bạn có thể là sẽ tự điều chỉnh bằng cái cách riêng của mình ở trong Photoshop. Tuy nhiên là với mình thì cái màu của Hàn Quốc như thế này đã rất là ok, rất là nhẹ nhàng rồi. Đối với cái tông vintage Hàn Quốc hoặc là cái tông Hàn Quốc bình thường thì thường thường là mình trong cái sharpen này mình sẽ giảm bớt đi một chút, không để nó tạo hạt, cho nó mềm ở mao, chỉ mình cái ở mao ấy thôi. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà để blend cái màu cái tông vintage Hàn Quốc rồi. Và đối với cả cái tông này thì đối với những cái ảnh mà còn lại thì các bạn sẽ điều chỉnh thêm nhé, bởi vì là nó còn liên quan đến ánh sáng. Về cơ bản thì đã điều chỉnh rồi, thế nhưng mà về cái góc độ ánh sáng của cái ảnh, cái đoạn này thì là nó hơi khác, nên là các bạn sẽ điều chỉnh thêm một chút. Mà đây cũng là một cái cách để các bạn có thể là sử dụng một preset của người khác. Khi các bạn bắt đầu áp preset lên, các bạn chọn cái tông màu trước, các bạn cảm thấy ưng cái tông màu của preset đấy, thì các bạn sau đó các bạn sẽ điều chỉnh thêm về ánh sáng này, về một số các cái điểm cơ bản chi tiết ở trên cái ảnh. Ví dụ cái này, đẩy nó lên, đẩy sáng lên một tí, để shadow lên một chút xíu. Rồi. Đó. Cái này cũng vậy. Ở đây là mình nhìn thấy cái tông mặt nó đang hơi hơi có cái màu cam với màu đỏ, nó hơi lớn nên là mình sẽ giảm bớt nó đi. Và có thể ám thêm xanh lên này. Đó.
Ok. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển ra Photoshop và xử lý những cái còn lại, ví dụ như là nhặt mụn này, rồi dịch túc các thứ này nọ. Đấy. Cái này phải chưa chỉnh nhỉ? Vì là cái khi mà thợ chụp với người ta chụp ấy là có thể là người ta thay đổi các cái thay đổi về 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 cái khẩu độ, tốc độ cũng như là cái nguồn ánh sáng, cho nên là không phải cái ảnh nào nó cũng được đều. Nên là khi mà các bạn làm thì các bạn chú ý là các bạn thay đổi nó. Các bạn chú ý là khi mà các bạn blend ấy, là các bạn tăng giảm sáng làm sao cho nó hợp lý, cho nó ok. Còn cái tông màu thì là nó giống nhau được rồi. Cái Camera Raw và cái Lightroom là nó giống nhau ở một cái điểm. Nó là blend hàng loạt. Blend đây là blend theo những cái tông màu. Còn về ánh sáng là các bạn phải xử lý lại. Ok. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Và các bạn nhớ là đăng ký và share cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái video khác.